tranh thư pháp cha mẹ đầy ý nghĩa. Cha và mẹ chính là những người sinh ra mỗi chúng ta, là người có công dưỡng dục và nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta lên người. Tranh treo tưởng chữ thư pháp công ơn cha mẹ là dòng tranh đang được mọi người yêu thích lựa chọn để trang trí cho ngôi nhà của mình. Với nét đẹp tinh tế, thanh lịch của bức tranh sẽ mang lại nhiều điều may mắn khi sở hữu chúng. Ý nghĩa tranh thư pháp cha mẹ Đối với mỗi chúng ta cha mẹ luôn là những người yêu thương con vô điều kiện và luôn dành cho con thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Chính vì vậy, để báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục ấy, phận làm con ai cũng mong muốn được thể hiện tình cảm của mình không chỉ qua lời nói, cử chỉ, mà còn qua những món quà ý nghĩa. Bức tranh thư pháp về mẹ cha Bức tranh thư pháp, nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ. Vì vậy mà mỗi dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, tri ân hay đôi khi chỉ là những ngày bình thường, Tặng tranh chữ mẹ thư pháp là món quà thể hiện lòng biết ơn chân thành đối với đấng sinh thành. Cầu mong cho mẹ cha luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Mẹ cha hy sinh cả cuộc đời mình, không ngại gió sương vất vả, không bao giờ than phiền và không bao giờ hối tiếc, cũng chỉ là để dành cho con những điều tốt đẹp và những yêu thương luôn là trọn vẹn không bờ bến. Chính vì thế nên công lao của cha được ví như núi Thái Sơn, tình nghĩa của mẹ giống như nước trong nguồn đổ ra sông biển lớn tranh thư pháp cha mẹ cầu cho cha được thanh nhàn chúc cho mẹ được an khang tuổi già. Dưới đây là một số bức tranh độc đáo về công ơn cha mẹ cực kỳ ấn tượng. Với các chất liệu khác nhau như tranh in vải lụa can vát, tranh phủ bóng, tráng gương, tranh vẽ 3D, sơn dầu, can vát với nhiều mẫu mã kích thước phù hợp. Bạn sẽ tìm thấy được một tác phẩm để dành tặng cho mẹ cha thân yêu của mình cùng xem với mỹ thuật Tây Bắc mẫu tranh thư pháp cha mẹ cấp mẫu đẹp 2024 bảo hành trên 3 năm. Vận chuyển miễn phí với đơn hàng lớn hơn 1 TR. Đơn nhỏ phí từ 30k 50k. Kích thước tùy bạn chọn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã chọn cho mình một bức tranh đầy ý nghĩa để dành tặng cha mẹ, những đấng sinh thành của mỗi chúng ta. Nếu bạn còn thắc mắc gì về tranh thư pháp mẹ cha hãy để lại comment ngay dưới bài viết. Mỹ thuật Tây Bắc sẽ giải đáp giúp bạn. Liên hệ, hotline và zalo Facebook.